Thí chủ là thằng Hân này sẽ lấy miếng đất ở làng Bình An trong vòng một ngày. Anh Hân ảnh thề là không bao giờ đặt chân tới Hồ Tràm mà. Phải thằng Hân con hai chữ không ai? Thằng Hân mà tự nhiên cái nó xuất hiện. Hân Huỳnh Hiếu Hân. Trời Phật, tao sống đi sống lại ngày 30 Tết để tao hoàn thành ý nguyện của tao. Mô Phật, thí chủ nên đi trạm xá. Thằng nào làm chết con bò của ta? Một lần. Vị thí chủ đây là tao nè. Tao biết ngay là mày tới đây có ý đồ xấu mà. Tôi sẽ cho ông ở cái miếng đất đắt nhất cái xứ này. Ngày xưa ông đối xử với tao như thế nào thì bây giờ hậu quả ông phải nhận. Ba anh hả? Sắp chết rồi. Đồ bất hiếu, xin thí chủ đừng phá chùa, nghiệp nặng lắm đấy. Nếu như thí chủ còn tiếp tục buông những lời sằng bậy, thí chủ sẽ phải chịu tội trước đất trời. Tại sao? Tại sao dặn hai chữ? Tại sao vậy? Thích tu thì mới đi tu, còn nếu mà chán đời đi tu thì cũng giống như là Hân bỏ lên Sài Gòn, chỉ là một cách để chạy trốn thực tại mà thôi. Hân đã đi viếng chưa? Thí chủ là ai đấy?